Sâu phết. Sâu quá. Mới được, được khoảng tầm được cân chưa? Chắc chưa được cân đâu. Mới được có mấy con anh bảo cân. Ây à. Ôi xấu đấy. Đây, đây là trai trai. Còn đây là con trùng trục nha mọi người nhá. Nói chung trai trai này thì mình nó chỉ có trai trai bé này thôi. Bây giờ nó không có con những con to nữa rồi. Những con to bây giờ gọi là gì nhỉ? Sắp tuyệt chủng rồi. Anh em mình đi bắt luôn. À, mò tiếp đi. Gần đủ bữa rồi. Thì nó sẽ có món em nghĩ kinh điển. Hả? Có thử lắm xấu á. À. Giờ xem thằng nào mò được con to nhất. Ai à, em bắt được 3 con to rồi đấy. 3 con to thì bây giờ mới đỡ. Ok. À. Ok, em vào đây một chút mất. Sổ lắm. Hôm nay lặn mà mệt thế nhỉ? Mấy hôm nay nắng nóng quá mọi người ạ. Thế nhưng là sức lực phải bấu, phải bấu cái cây có, này để thử. Có hạn. Đấy. Chỗ này nó có một cái hủm rất là sâu. Mình đang đứng ở trên một hòn đá đây. Ôi. Kiểu như là nước nó nóng ấy, nóng nóng kinh điển đến như nhưng mà đoạn sâu lại lạnh tới hết cả lưng luôn. Sợ nhỉ? Con trai trai gì mà hai con này thì tạm được, con này thì ăn uống cái gì hả? Gì ấy, gì ấy? Khó thở quá. Cứ mép này này còn nhiều lắm nhưng mà sâu, mình phải thọc tay vào trong cái hòn đá ấy. Cái hông ấy. Thọc tay vào trong hòn đá ấy. Thử xem có ngọc không? Tại vì con này là hàng hiếm đấy mọi người ạ. Hàng cũ ấy. Hay chút thì anh em mình bắt được suốt bây giờ. Bây giờ không có đâu. Có ngọc không? Ngọc phải sao to. Ngày trước mấy con to to anh em mình bắt được cũng có ngọc nhỉ. Nhưng mà ngọc bé. Biết đâu đấy. Hai mang trò săn đi ra đồng ấy nhỉ. Biết đâu lại làm cả viên đá ruby. Ai lại ngọc đỏ lo quá xà. Điền ngọc trai đi đâu rồi? Ruby lo. Ui. Ui à. Có. À. Biết được. Nó phải chui ở trong cái kia ấy. Con này khù đấy. Ây à. Ui à. Ui. To thôi rồi lại con này nhiều nhân. Ây à. Ui chăn cút này. Gì
tí rửa sạch đi đấy được hết. Anh ơi, bọn này sần sùi. Ui, con ơi mà bắt được tụ tầm chục con này rồi tôi khỏi phải bắt cái bọn bé bé mọi người. Ôi to. Ủa, xem nào. Đây này, con trai trai của cái cục thịt giống kiểu con ngai cùi anh à. Cái này ngọt lắm ấy. Đi chậm khéo đứt tay. Xem nào. Cái mũi thì nó. Không có, không có. Phải tìm nha. Nó ở cái viên này này. Đây này. Không có. Rồi. Đưa này em kiểm tra. Bóc cướp đi. Chúng ta ở đây. Mày ăn mày đập dần đi. Ăn bò lúc nữa là nhiều đấy. Ok. Nói chung là để mà kiếm được hạt ngọc nó chắc may mắn lắm đấy. Nhưng mà ngày trước anh em mình bắt được có ngọc thì thằng này nó lại vứt mất tí. Bỏ. Bỏ cướp nó đi. Bỏ cướp nó sạch sẽ đi được. Mọi khi là nó có cái cục ngọc ở đây này. Bây giờ chả thấy đâu. Ui, mình đập bớt ra đi. Vâng. Đâu, chú có to đâu. Nói bên đấy, bên đấy. Cái nào? Đấy. Ui, rất nặng đấy. Đâu. Đấy, cái hùm này á? Nó tít trong cái hốc đá này. Đấy. Anh chui ẩn đâu vào? Cái hòn đá này là hòn đá ong nhá. Nó lồm chồm. Ông nhắm cẩn thận vào. Ui sâu lắm, cái hủ sâu á. Sâu mà em đắc thở ấy. Này, mỗi con này. Ui, đây các bé. Ui, nói chung là lặn cái chỗ sâu này à. Anh em mình à, khá là ù tai này. Giờ sẽ đi mép ra thôi, không lặn được sâu được. Mày đập dần đi. Đập chai lấy ngập. Ui, trên này đây trùng trùng này. Bắt luôn. Hả? Chạy. Đắm rồi. Nấu cháo trùng trùng mới ngon đấy. Ấy. Trên này hay đấy, này. Dạ. Trên này nhiều này, sẵn nhạc rồi. Nó bạt hết vào học cái gì? Ờ. Nước rồi. Nó cứ lũ là nó chui vào mấy cái học đấy mà. Rồi. Thế này là chỉ trùng trùng thôi. Cứ mở quanh trên bờ thì giống nhiều ấy. Mà khi em thấy cái cô kia mò ở đây suốt rồi mà. Santo cái gọi là đấy các bác nhìn anh một Santo bắt năm viên ngọc trai này. Con dân Santo vào đá. Ai da. Ai à, mẹ một thối mày. Giờ đấy nhiều đá mày con. Thôi không ngại nữa, tí nữa phải lên trên chỗ sâu kia mới săn. À không có đá chứ chỗ này thì cũng sâu nhưng mà nó làm đá ngầm. Ai xa. Nói chung là vất vả mãi thì mới bắt được khoảng tầm mà. Hôm nay anh em mình ăn thôi bị vip luôn nhá. Có cả thịt ba chỉ nhá. Đấy, còn đây là thịt ba chỉ. Hôm nay sẽ kẹp thịt ba chỉ nướng xả ớt. Thế phải có cả quả quả luôn. Đủ đấy. Đấy. Miếng nọ miếng kia ấy. Xuyên một miếng thịt vào. Xuyên một miếng chay chay vào. Xuyên một miếng thịt vào. Siêu ngon chú. Ăn phê thì thôi rồi anh ạ. Chai chai vừa bắt lên nó ngọt lắm ấy. Cả là có ít thịt vip nữa. Mọi người biết thịt vip chưa? Thịt bò vip đấy. Thịt lợn. Ừ, khác gì thịt bò. Lợn bây giờ 97. À đâu, 9 mấy nhỉ? Nói chung là gần 100.000 một cân hơi. À, chỗ thịt ba chỉ này bây giờ là 160 một cân. Úi trời. Đặt như thịt bò. Biết thế mùa bố thịt bò ăn ngon. Nhưng mà thịt bò nó không có mỡ. À, lấy xiên đi, lấy xiên đi. Đây. Thơm lắm rồi anh ạ. Mọi người nhìn thấy cái gì đây không?
Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Từ từ, xem nào, thử xem chín chưa đã. Nhiều. Ừ, ngon lắm. Cái chai chai ngon lắm. Thôi. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn đi, ăn đi. Lấy cái mâm đây, để đựng xuống nước ăn. Thôi. Ngon. Ngon hơn. Hết cho ra mồm anh nhỉ. Đó. Đưa đây, đưa đây. Ngọt chưa? Thơm dạ. Lắm rồi mẹ. Đây, những cái bơ bơ này. Giờ xuống nước thưởng thức cho nó mát. Nói chung là buổi chiều mà mát mát đến đây ra đồng. Ôi dồi. Mát tôi rồi. Ngoài kia có bãi bồi này, bãi bồi này. Là bãi bồi xuống không? Mát là về. Dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu, nhưng đan với nhau đúng nghĩa giang hồ. Xuống 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 chè. Nào, xuống xuống xuống. Quán này có cái bãi ngồi ngon nhỉ anh nhỉ? À, ngồi đây. Ừ. Xa. Nào, kê cẩn thận nào. Ba góc. Được chưa? Đó. Quá ok. Rồi. Chưa ok lắm. Rồi. Nào, 1, 2, 3. Rồi. Nhẹ nhàng thôi. Cứ phải nhẹ nhàng. Mời tất cả mọi người nhá. Đây là con trai trai to này. Chụp thằng diện luôn. Đấy. Trai trai đây. Trai trai to này. Thịt ngon chưa? Mời tất cả mọi người nha. Ăn món thịt kẹp trai trai xuyên cùng anh em mình nha. Thơm lắm. Cả mùi trai trai nữa. Hết ý. Chai này cũng hàng nhài. Dài đúng rồi. Dài dài ngọt ngọt. Này, cái tên kia hả? Thế anh thử chưa một con chai chai xem nó vị nó như nào nhé mọi người nhá. Kiểu mát này. À, bữa mai là dài lắm. Mai mọi người nghĩ mai anh em mình nên làm một chuyến diều siêu to khổng lồ. Chiều ra đây. Vừa bơi mà vừa thả diều đấy. Kéo lấy diều làm cano rồi nó kéo một phát dưới lên hay không? À đỉnh luôn đấy. Được đấy. Anh ơi, thế á? Không, thế thì anh em mình phải làm quả khinh công. Tôi đạp trước nước rồi. Vặt đấy. Mọi người làm như trong phim ấy. Dùng diều kéo. Ừ, dùng diều kéo khinh công. Nó một kéo một phát mình lên núi luôn. Kéo mà kiểu bây giờ làm con diều. Nào thì nó to và siêu to khổng lồ ấy. Màu định bấu phát là bay luôn ấy. Đấy mới là diều. Thế anh em mình làm. Thôi mày làm cái gì? Nhưng mà đừng bay luôn, bay vừa vừa thôi ạ. Chết kìa mà. Bà, nếu em lại lên ở trên kia, lên thịt thỏ ngọc ấy. Cung trăng, bay thẳng lên cung trăng á. Lên là lấy diều bay lên trời xem cảm giác đấy, thử thách một ngày làm quậy lên. Mình đang tưởng tượng mao đệm và bấu vào cái diều to to để nó bay một phát. Bạn đấy đi, bay một phát lên tận Hà Nội hạng một luôn. Anh phải bay trước em phải bay sau. Diều sáo. Không, mình cứ giả sử sáng nước cá. Cắn cái gì đấy là cho nó kéo. Hay á.
khá là ngon mọi người ạ. Cái con trùng trùng à, cái chai nó chai vào thì cái mỡ của cái thịt ba chỉ á nó trào vào đây. Ừ. Nó giòn thơm. Và coi cái con bé bé đây này, đây là con trùng trùng này thì nó sẽ ngon hơn con chai chai. Chai chai nó chỉ được cái to xác thôi, không ngon bằng trùng trùng. Mát chịu, da đồng phì. Da đồng tắm sướng nè. Kiểu như thư giãn, kiểu như là đi resort các kiểu ăn đường buffet sướng. Hai Mai thích lại biến chỗ này thành khu resort. Thích chỗ này thành khu resort ạ. Nhưng mà mỗi tội là nước, dạo này nước là không được sạch cho lắm. Đúng rồi. Nước khá là đục. Tại vì dạo này ít mưa. Mưa nó cũng đục, nhưng không được trong xanh như ngày trước. Càng ngày môi trường càng bị gọi là bị bẩn dần đi. Anh em mình sao phải xuống cái suối dưới kia sạch hơn nhỉ? Tắm sâu xuống. Nhưng mà không có rác, nước không có cái gì đâu, nhưng mà nước cứ đục dần nhá. Tại vì nó nông ấy. Năm tháng. Nó nông xong rồi cái bùn nó còn. Chắc là phải có lũ xuống xong rồi nó đục, nước đục nó quấn bùn rớt xuống, đục xong 2-3 hôm sau nó lắng và nó sạch gì. To khổng lồ, xong bắt đầu cho nó kéo lướt ván như kiểu cái gì ở biển mà cano cứ kéo cái đấy nhỉ, chơi không? Chơi rồi. Phải kéo một phát em chạy từ trên cốc đá kia kìa, chạy xuống bên dưới này, tức là sẽ kéo thành một đường thẳng hoặc là ở dưới mép từ kia, nhưng mà chỗ này đẹp nhất này, chỗ này nhưng mà chỉ sợ nó kéo bắt đầu bờ không nhỉ? Làm sao để cho nó đi được một đường thẳng lướt ván á. Ui, mình đi thì phê lắm đấy. Ở dưới này thêm một con diều lên cao, buộc một cái dây dưới này vào cái cây to, buộc vào mắt của con diều kia, xong rồi nó kéo là phát từ dưới kia. Nhưng mà mình chỉ sợ là nó kéo từ trên kia nó lại kéo phát vào bờ luôn đâu rồi. Thế thì anh em mình phải ra sông. Sông đâu? Ra sông đấy. Sông Đà. Trên đấy không mò khác đâu. Ừ, rộng lắm. Ở dưới này còn anh em mình thổ địa ở đây cũng biết. Ăn no được một ít. Mưa. Trời này sắp mưa sớm rồi. Sớm. Sớm. Ăn uống rồi đánh dặm. Thế ăn vào nó phải tiêu ra. Tiêu da ăn làm gì? Quên cái món thịt kẹp này, có một món nữa cực kỳ ngon. Mọi người biết món gì không? Mai anh em mình sẽ đi móc lươn. Lươn chặt khúc này, đập cho vẹt ra. Lươn chặt khúc tầm này mà kẹp thịt ba chỉ. Siêu ngon, siêu gọi là hết giờ. Siêu ngon, siêu khổng lồ. Ui, đâu rồi? Chỗ sâu này nhiều trùng lắm. Nhỏ bé này. Từ từ. Ui, mỏi quá. Đấy, mày sang bên đây, mày ngồi này. Ngu này. Đấy, xuống đây này. Yeah.
cũng sâu. Thế là đúng rồi, mỏi quá. Mát nhỉ? Vơ vắt là một đám, vơ vắt là một đám. Trong góc này mát tối rồi đấy. Ôi, 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 nói chung là anh em mình ăn uống no say rồi. Bây giờ lại tiếp tục đi. Bắt đi chai chai chung chung về để bắt, nấu cháo các ạ. Bắt tiếp về để nấu cháo. Nhưng mà bây giờ kiểu ăn no xong rồi phê phỡn mệt lắm. Tức bụng. Tắm tí đã, tí nữa mới mò tiếp. Bắt đây này, mọi người xem này. Để ăn, đấy, thấy chưa? Được khá khá rồi đấy, không phải ít đâu. Bây giờ nghỉ tí để lấy sức đã. Tại vì ở chỗ này rất là sâu. Chỗ này không có chỗ nào đêm đêm nhảy phát nhỉ. Ui, đã cười lắm anh đừng nhảy. Đấy. À, sâu lắm. Đấy, mệt mệt. À, tao đưa tao đây, tao bảo đây. Tao đây, tao đứng, tao ném mày một phát. À, từ, tao phải kiếm chỗ. Em sợ có đá. Không có đá đâu, tao mò đấy rồi. Từ, tao phải đứng chắc cú ra. Đó. Không, không đứng lên cao đấy đâu. Ừ, ta tìm chỗ đứng ra. Nào. Ấy. Mà trên cao nó được gì đâu. Nó mới càng chắc cú. Lên đây. Ôi, em không lên cao ẩn đâu. Một phát ra tận ngoài luôn. Ui, không, không, không. Đất, đây này, ẩn một phát ném ra tận ngoài kìa. Nhưng mà rát lắm trên cao ấy. Không rát, không rát đâu. Không, chơi đâu. Đây, chỗ này đứng chắc này. Không phải sợ. Có anh đây rồi. Dẫu chúng ta không cùng chung một dòng máu. Vào và sau đây Bảo Đệ sẽ san tô một quả. Ba vòng mọi người bắt đầu tính điểm cho Bảo Đệ nhá. Ui anh đừng tung lên trời. Biết rồi, ném ra ngoài kia. Đây này. Sao đâu. À. Đây là ngay đây của đá này. Ôi, không. Ai? Ném thế này rồi. Ờ. Không. Ôi. 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 Tự nguyện đây là bắt buộc. Chị bỏ ra à, đây 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 im không chạy được đâu. Đi chạy à, đi chạy à. Ui, sao à. Tự nhảy em tự nhảy bỏ ra à, đây tao đấy bỏ ra tao đấy tự ra mày chạy mày đấy không không có sức mà ném đây. Mát quá. Ôi, mày. Mày đứng đấy tao ném một phát ra tận ngoài có vẻ bay còn tầm 3 mét thôi. Thôi, nói chung clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Bye bye tất cả mọi người nha. Nếu thấy hay nhớ để lại cho anh em một like, một share và một đăng ký kênh Ngân Chu bên cạnh nhá. Xin chào tất cả mọi người. Đấy nào. Đây, nhìn tao san tô một phát tập lưng xuống cho mày xem nhá. Hơi tốt.